Tin nóng trong ngày, thêm một nạn nhân bị chủ quán bánh xèo hành hạ chém gãy tay. Thưa quý vị, Võ Văn Đức 21 tuổi được xác định là nạn nhân thứ hai trong vụ nữ chủ quán bánh xèo hành hạ người khác. Theo đó, Đức từng bị đánh gãy ngón tay, bị dùng dao chém vào tay nhưng không được đưa đi khâu vết thương mà phải ở nhà tự cầm máu. Nhà chức trách đang chờ kết quả giám định thương tật của Đức 21 tuổi và Duy 14 tuổi để có căn cứ xử lý với chủ quán bánh xèo Nguyễn Thị Ánh Tuyết 34 tuổi. Hiện nữ nghi can tiếp tục bị tạm giữ để điều tra dấu hiệu hành hạ người khác. Hành vi của Tuyết bị phát giác vào chiều ngày 21 tháng 11 khi Duy không chịu nổi nhiều trận đòn liên tiếp đã chạy trốn khỏi quán. Duy đang được chăm sóc tại cơ sở y tế, tay không cử động được vì đau. Theo đó, Duy và Đức cùng quê Quảng Ngãi với Tuyết được họ hàng giới thiệu tới đây làm. Quán chỉ có 2 nhân viên và họ thường bị bắt làm việc 12 tiếng mỗi ngày, nhiều khi từ 7 giờ sáng hôm trước đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau. Cả hai không được chủ quán trả lương, không được gặp người ngoài. Họ cũng không được ăn uống đầy đủ, chỉ dùng đồ ăn thừa của khách. Nơi ăn ngủ có 2 nhân viên ở sát nhà vệ sinh, hôm được cho khối màn, hôm nằm đất. Đức nói em đã làm việc tại quán khoảng 1 năm, thường xuyên bị bà chủ quán đánh đòn do nghĩ mình đã làm sai. Trung bình mỗi ngày một trận đòn, có ngày nhiều hơn. Có lần Đức bị Tuyết đánh gãy ngón tay, dùng dao chém vào tay nhưng không được đưa đi khâu vết thương mà phải tự ở nhà cầm máu. Đức khai và cho hay hiện vẫn chi chít vết thương cả cũ lẫn mới, khắp người xây xác. Bị bạo hành xong Đức không dám trốn vì tiếp tiền lương cả năm còn chưa được nhận. Chiều ngày 23 tháng 11, Phó trưởng Công an huyện Yên Phong cho biết Tuyết khai vì hai em Duy và Đức lười làm việc, ở bẩn và hay ăn vụng đồ ở quán nên cần đánh răn đe. Những lần nghi Duy trộm tiền của quán, Tuyết bạo hành bằng dao, bàn chải đánh vảy cá. Trưa ngày 21 tháng 11, Tuyết lại phát hiện mất tiền nên tiếp tục đánh Duy nhiều trận. Đây là lời khai một phía, có đúng sự thật hay không đang được cơ quan điều tra xác minh. Thưa quý vị, vụ việc hiện vẫn đang được điều tra và làm rõ. Hy vọng hai em Đức và Duy sẽ sớm được bình phục và ổn định tinh thần. Và nếu có tội, bà Tuyết phải bị pháp luật trừng trị một cách thích đáng. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm Tin Nóng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy nhớ nhấn nút like và subscribe kênh Sun TV để cập nhật những tin tức mới nhất. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.